cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ mái ngói thâm nâu. Hà Nội mùa thu. Thành con ba hoa. Anh có phải là anh Lưu con này băng manh không ạ? Không anh thì còn ai? Anh đây. Đúng rồi. Thế nhưng mà sao anh lại ăn mặc rách rưới rồi ra nông nỗi này mà sao lại làm cái nghề kia? Thì bây giờ làm mình thì còn đất à em? Nhà cửa chung cư mọc lên là mầm đấy. À, anh nghe nói em ở bên Tây sướng lắm mà sao lại về đây làm gì? Lâu lâu không về thăm quê thì cũng phải về chứ ạ. Với lại em nhớ một món ăn đặc sản của quê mình làm từ lúa non ấy, như ngày xưa chúng mình thường làm ấy. Hát cao làng ta có vị phù sa của sông Kinh Thầy, có hương sen thơm. Thỉnh thoảng ai cũng nhớ món đấy lắm em ạ. Mà nhất là món ăn đấy, món với chuối thì tuyệt vời em ạ. Đối với các bạn sinh viên miền Trung và miền Nam biết, đó là đặc sản gì của làng tôi vậy?